Rồi thầy Trung chào tất cả mọi người đến kênh thầy Trung. Hôm nay thầy Trung sẽ xem cái hạn tiếp theo cho cái hai cái tuổi cuối cùng là tuổi Tức tuổi Hợi trong cái tháng 7 âm lịch ha. Tháng 7 âm lịch. Thì trong tháng 7 âm lịch thì đương nhiên là cái tháng Thân. À, tháng Thân. Thì tháng Thân này gọi là tháng Canh Thân. Gọi là cái tháng nó thuộc về ngũ hành gọi là Mộc ha. Mà Mộc lại gọi là Thạch Đụ Mộc. Thì trong hai cái tuổi mà tuổi Tức Hợi và trong cái tháng 7 này như thế nào? Thầy nói về cái tuổi Tức thì Giáp Tức, Giáp Tức Ất Hợi ha. Thì chúng ta biết Giáp Tức Ất Hợi thì mạng là sơn đầu quả, thì đương nhiên mạng tháng mà ngũ hành mộc thì năm quả thì đương nhiên Giáp Tức Ất Hợi này không sao ha, ok trong cái tháng 7 này không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tuổi Ất Hợi thì trong cái tháng 7 vậy là tính ra nó là ok hơn ha, sẽ may mắn hơn, có gặp cái gì có sự bất ngờ, mọi việc nó khó khăn thì là việc khung thì nó quá cát. Còn nói gì với Giáp Tức, Giáp Tức tiền vậy nhưng mà Ất Hợi thì nó tốt hơn Giáp Tức. Là Giáp Tức thì chúng ta cũng phải mọi việc cái khó khăn hay có những gì mà hơi trở ngại thì chúng ta phải nhịn nhục thì nó mới được có lợi, chúng ta được có nóng tánh bành trí thì sẽ được việc. Tại vì cái thằng mà hàng can của cái tuổi Giáp với là Canh thì nó xung phá với nhau ha, thì đương nhiên chúng ta phải bành trí nhẫn nại chín bàn thì sẽ có lợi. Rồi thầy nói tiếp theo về cái tuổi gọi là Bính Tức. Bắt đầu nãy giờ nãy là xong là Hợi là Bính Dần, Bính Dần Ất Mão, Bính Dần Ất Mão. Thì Bính Dần, thầy xin lỗi. Tới cái tuổi gọi là Bính Tức Ất Hợi. Hồi nãy thầy nói là Giáp Tức. Thầy nói hồi kia thì bắt đầu thầy nói gì nó hơi bao bổ lộn rồi đó. Hồi nãy bắt đầu là tuổi Tức thì là Giáp Tức. Giáp Tức. Rồi xong rồi tới là cái tuổi Ất Hợi. Rồi xong bây giờ tới là tuổi cái hàng can của nó là tới tuổi Bính Tức. Ất Hợi. Thôi thầy đã nói từng là cái hen, vậy nó hay từ lộn ha. Bây giờ Giáp Tức Ất Hợi thì đã nói rồi ha. Bây giờ Giáp Tức rồi, bây giờ tới là Bính Tức ha. Bính Tức, Bính Tức thì 2006. Còn cái tuổi lớn kia nữa là nó hoặc 2046 thì nó quá lớn. Thì cái tuổi Bính Tức thì Bính Bắc Canh thì trong cái tháng 7 này thì nói chung cũng vượt được, nhưng mà đối với cái tuổi gọi là Bính Tức mà lớn á thì chúng ta phải nên giữ gìn sức khỏe ha, đi đứng cẩn thận trong cái tháng 7. Đó là đối với tuổi Bính Tức. Rồi thầy nói tới cái tuổi gọi là Mậu Tức. Mậu Tức thì 1958 là Mậu Tức. Mậu Tức mạng là Bình Địa Mộc, gặp Thạch Đu Mộc thì nó cũng không sao luôn ha. Thì nói chung giống như cái bội việc trong tháng 7 này cũng có sự được cho thần linh hộ mạng che chở, cũng được gặp quý nhân ha. Trong cái tháng 7 này đối với Mậu Tức. Mậu Tức xong rồi thầy nói tới cái tuổi gọi là Canh Tức ha. Canh Tức thì mạng là kim ha. Kim như mộc thì trong cái tháng 7 này chỉ Canh Tức thì nó cũng hơi xấu nha. Đương nhiên là kim mà nó kim như Canh Tức thì rất là nhỏ, nhưng mà gặp Thạch Đu Mộc thì đương nhiên nó là cũng dễ bị gọi là bị tổn, kim nó sẽ bị gãy ha. Đương nhiên kim của mình nó nhỏ quá, làm mộc thì nó sẽ khắc lên mình. Thì cái Canh Tức thì tháng 7 nó cũng hơi xấu, phải cẩn thận với lại Canh Tức. Rồi xong thì tới đây Nhâm Tức ha. Nhâm Tức thì 1982 ha, mạng đại thủy, thủy thì dưỡng mộc, thì đương nhiên cái canh với nhâm này nó cũng là chỉ xung với nhau. Thì đương nhiên trong cái tháng 7 này hơi hao tài nhỏ cho cái tuổi Nhâm Tức. Rồi thầy tuổi Hợi, hồi nãy thầy nói đã Ất Hợi rồi, bây giờ thầy nói là Ất Hợi xong rồi tới qua từ tuổi là Đinh Hợi ha, tới Đinh Hợi. Đinh Hợi. Đinh Hợi thì 1947 và 2007. 27 thì nữa nó còn nhỏ, còn đi học ha. Đó. Thì chữ Đinh Hợi thì nó ốc thuần thổ. Đó, thì gặp mộc này thì vẫn tốt ha. Đó, vẫn tốt, vẫn ổn. Rồi thầy nói tới chữ Đinh, xong rồi thầy nói là qua chữ Kỷ. Kỷ Hợi. Kỷ Hợi thì 1959, 2019. Mạng cũng là Bình Địa Mộc. Nhưng mà thì trong cái tuổi Hợi này, trong cái tháng canh này thì nói chung cũng ổn, không sao. Không sao.
Còn cái tới cái tuổi Tân Hợi ha, Tân Hợi, Tân Hợi 1971 đó, thì cái canh Tân Hợi thì nó cũng được ha, nó cũng được, nhưng mà chúng ta làm việc gì phải vừa sức, phải nên giữ gìn sức khỏe trong cái tháng 7 này đối với cái tuổi Tân Hợi. Rồi thì nói với tuổi Tân Hợi xong rồi tuổi Quý Hợi ha. Quý Hợi thì 2000 năm 1983. Thì đương nhiên tuổi Hợi thì chữ Quý thì cái này thì chữ Hợi, Hợi với lại chữ Thân này thì đương nhiên nó cũng là tương hình ha. Thành. Thì hình như trong cái tháng 7 này thì chúng ta thì đương nhiên bây giờ dù nước mặn, nước biển, nước gì hết mà gặp mộc thì nó cũng sẽ bị hút ha, thì cũng hơi hao tài, cũng hơi tận, cũng hơi xấu cho đó cái tuổi Quý Hợi trong cái tháng 7 âm lịch ha. Thì mọi việc cũng hết sức cẩn thận, thì đương nhiên là nó cái tuổi đó nó xấu là gì, là hao tài nhiều hơn. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại tất cả cái bài nói lần sau ha. Thầy sẽ nói về có tính chất gọi là thời sự hơn. Chúng ta đã biết qua từ tháng 6, thường cái tháng 6 trời mưa ha, nhưng mà chúng ta thấy tháng 6 năm nay trời nó không mưa mà nắng bức, tại vì chúng ta đã biết bắt đầu sắp sửa qua cái vận chính, nó thuộc ngũ hành quả rồi, nó nóng ghê gớm lắm ha, có thể là cháy nhà, cháy rừng, cháy này nọ hết đó. Mùa màng thất bát, chúng ta phải cẩn thận ha. Tất cả các nước thế giới bây giờ người ta đã dự đoán trước là người ta không xuất khẩu gạo nữa, giá gạo bây giờ nó đã lên rồi đó, nhưng mà những người thương lái người ta cũng không dám dự trữ nhiều, là sợ không biết là nó có xuống hay không. Bây giờ nó cũng rất là biến động vấn đề về cái là lương thực. Thì Trung Quốc á, thì là cái nước dân đông nhất thế giới mà chúng ta hôm nay bão lũ bắt đầu nó vô những cái càn quét những cái nước Trung Quốc, nước lớn cả Ấn Độ nữa, thì đương nhiên những cái nước đó, nước Việt Nam mình thí dụ những nước gạo, nhưng mà cái mình gọi là tiêu thụ gạo nó không có nhiều thì nó không có, thì cái nước đó đó ha ảnh hưởng rất là lớn. Bởi Trung Quốc bây giờ sợ nhất là cái lương thực, năm nay thì chúng ta phải cái vấn đề mà lương thực hạn hán mùa màng năm nay cũng rất là nguy hiểm. Tất cả các nước khác bây giờ nó hạn hán nhiều quá, đương nhiên là nhu cầu thực phẩm nó lên cao đó. Chúng ta biết vào cái vận chính rồi, bắt đầu đã thầy nói là tới tháng 10 ha, là hết hết cái tháng mà ta nói là Quý Hợi, bắt đầu nó vô cái Giáp Thìn ha. Giáp Thìn là cũng cái của những cái ngày tháng mới ha, giáp đó, qua một con giáp mới ha, Giáp Thìn cho tới Quý Hợi đó là bắt đầu qua ra cái vận chính rồi đó. Chúng ta thấy không, thời tiết bây giờ nó cũng rất là cực đoan. Đó, giống như thầy như 12 giờ trưa là không thể nào đi ra ngoài đường đứng nổi ha, nó nắng ghê gớm lắm, nó nắng cái kiểu mà nó có thể là giống như là nói là giống như là gọi là có thể là lên tới gọi là 50 độ luôn ha, nó vậy ý nó mình chịu không nổi, thường thường 40 mấy chịu nổi, mình chịu không nổi đó, thì chúng ta cũng dễ bị bệnh vấn đề về ung thư da ha. Rồi thì chúng xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người bắt đầu chuẩn bị qua một cái vận chính ha. Chúng ta phải cảm nhận, khi không nói chúng ta cảm nhận cái vận chính nó tới như thế nào là nó rất là ghê ha, nó nóng ghê lắm. Thì nói chung qua cái vận này là chung nước sinh hoạt cũng không có, nước mùa màng cũng không có, là qua cái dây giai đoạn qua cái vận chính này thực sự là không phải là một cái vận mà nó dễ ha. Năm mà quả nó vượng thì nó cực kỳ gọi là tai hại, thổ vượng thì nó đỡ mà quả vượng ha thì mình chỉ gọi là chỉ chết thôi, chứ không phải là chúng ta nghĩ về một cái tương lai nó tốt đẹp đâu ha. Giờ cũng chính là nó rất là ghê gớm đó. Rồi thì chúng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ha, trong cái bài nói lần sau. Thì nói tiếp về những cái tính chất thời sự thì nó cũng sẽ hay hơn, cho nó vui. Rồi thì chúng xin chào.